Tử vi tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi dân cẩn thận với những viên kẹo bọc đường. Xem tử vi tháng 4 âm lịch chỉ ra rằng dù có những điều kiện tốt thì những chủ hộ cũng không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng xuống trăm một cách khó lương ảnh hưởng của tương hại nên con giáp này rất dễ vướng vào những muộn phiền không đáng có. Thậm chí có những khi việc làm ăn của bạn tốt cũng có người nói ra nói vào như thể bạn đang gian lận, nói giỏi hay làm mau. Tự nhập mệnh khiến cho con giáp người tuổi dân trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Chỉ một việc xảy ra mà bạn phải hỏi rất nhiều người trước khi quyết định nhưng cuối cùng vẫn không biết phải làm như thế nào. Hiện tại cuộc sống của bạn cũng đã ổn định, thế nên cho dù tháng nay bạn không có nhiều lợi thế thì cũng không nên tham vọng làm gì, chỉ biết đủ nên tránh theo đuổi danh lợi. Sự thật là nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời của bạn. Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm hành thông, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan, nhất là khi gặp những người bạn có cảm giác tin tưởng ngay là không nên. Hãy dành thời gian tìm hiểu xem tử vi tháng tư âm lịch năm 2023 của người tuổi dần qua từng phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng tư âm lịch, con đường công danh sự nghiệp của những chủ hộ có những điều kiện thuận lợi khi có trinh ẩn trợ lực. Bạn mệnh vốn là người làm việc chăm chỉ, tập trung nên không quả lạ khi bạn nằm trong danh sách được khen ngợi. Khi đó sẽ có không ít người vì ghen tị nên có lời đàm tiểu ra vào khiến cho bạn buồn. Thế nhưng đừng để tâm, hãy nhớ lại những ngày nỗ lực không biết mệt mỏi của mình và hiểu rằng thành quả mà bạn có được là hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên những chú hộ nên khó tính hơn một chút để yêu cầu mọi người làm việc có kế hoạch, tránh đi lệch hướng hoặc làm lãng phí thời gian của bạn thực tế là trong một tem. Luôn có những người trì hoãn, bạn nên tìm cách để đốc thúc họ một cách thường xuyên hơn nhé. Hơn nữa, để tránh xảy ra những sai sót trong việc giấy tờ, sổ sách, thì con giáp người tuổi dân nên nhờ một người đáng tin cậy kiểm tra một lần nữa. Khi bạn có quá nhiều việc cần phải lo, sẽ có những xu hướng để xảy ra một số lỗi nho nhỏ ảnh hưởng tới tốc độ làm việc. 2 luận về phương diện tài chính. Tháng tư âm lịch có tử lục nhập cùng chỉnh đông, vận khí của bản mệnh lên xuống cả tức thường, mới đây vừa tốt đẹp thì ngay sau đó lại đổi chiều suy giảm trong tức khắc. Thế nhưng nhớ rằng khó khăn có thể xuất hiện bất ngờ, cản trở công việc của bạn hãy tiếp tục bước tiếp bước. Rủi ro chỉ là tạm thời, vận may sẽ được cải thiện vào tháng sau điều quan trọng là bạn phải giữ tinh thần lạc quan trong khi gặp những tình huống khó khăn chỉ khi bạn đã ý thức hơn về giá trị của bản thân những cơ hội tích cực cũng dần xuất hiện trong thời gian tới hãy dành nhiều thời gian cho bạn bè điều này chẳng những khiến bạn dễ chịu mà một phần thưởng bất ngờ có thể bù đắp cho những cố gắng có những người bạn còn được xem là thần tài của người tuổi dân vào thời điểm hiện tại quan trọng là bạn có nhận ra họ là ai hay không mà thôi ba luận về phương diện tình cảm gia đạo ở phương diện tình cảm bước sang tháng tư âm lịch này là lúc người tuổi dần cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực trong con đường tình duyên của mình có thể bạn đã đang đi đúng hưởng để cảm nhận những niềm vui trong các mối quan hệ bạn đang đi những bước đi đầu tiên trong hành trình chữa lành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn hài lòng về bản thân cũng như cuộc sống và nhận được nhiều sự yêu thương, ủng hộ từ những mối quan hệ thân thiết. Thải âm, các tinh đặc biệt tốt cho vận trình tình cảm của nữ mệnh tuổi dân thế nhưng không hề tốt cho các quyết định vội vàng. Đây không phải là thời điểm tốt để theo đuổi một mối quan hệ mới, tốt nhất bạn nên tập trung vào những lĩnh vực khác. Những người đang trong giai đoạn hẹn hò ban đầu không nên quyết định mọi việc quá nhanh chóng. Bạn càng từ tổn, càng có lợi, chuyện tình cảm sau này hành thông và hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe Tháng tư âm lịch có thiên nguyệt trụ ưu tư muộn phiền khiến cho bản mệnh gặp khó khăn trong việc cải thiện vận trình tinh thần lẫn sức khỏe chỉ còn cách giải tỏa những căng thẳng của mình đang gặp phải thì bạn mới khỏe mạnh được trong các bữa ăn của mình người tuổi dân nên ưu tiên ăn nhiều rau củ trái cây tươi và thực phẩm giàu chất đạm như thịt cá trứng đậu hạt sữa sữa chua Ngoài ra, đừng vì chẳng nản mà ngồi y một chỗ hay nằm trên giường. Hãy vận động thường xuyên để phát triển cơ thể, cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ béo phì hoặc việc tham gia các hoạt động thể thao phù hợp. Nếu được, hãy xin phép nghỉ dài ngày để giúp cho đầu óc được sản sủa. Thời gian này, nếu được hòa mình với thiên nhiên, du ngoạn, ngắm cảnh, rất có lợi cho việc cân bằng tâm thái của con giáp này. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi dân vào tháng 4 âm lịch năm 2023. Một tuổi canh dân, mệnh mộc, sinh năm 1950, nam sao thổ tú, nữ sao phân hẫn, khẩu quyết. Bạn dễ gặp những rắc rối vì sự chủ quan của mình, đừng xem thường bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì. Quỷ nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất tiểu nhân, tuổi tỵ tuổi thân, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu, hai Tuổi Nhâm Dân, sinh năm 1962, Mệnh Kim, Nam Sao Thái Âm, Nữ Sao Thái Bạch, Khẩu Quyết. Tháng tư âm lịch này giúp bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định quan trọng. Quỹ nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi mạo, tiểu nhân, tuổi hại, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. ba tuổi chấp dân mệnh thủy sinh năm 1974 nam sao thái âm nữ sao thổ tú khẩu quyết làm việc có kế hoạch giúp bạn thoát được những rắc rối trước đây quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi thân tiểu nhân tuổi thân tuổi hại màu sắc may mắn màu tím màu hồng 4. tuổi bính dân sinh năm 1986 mệnh hỏa nam sao thổ tú nữ sao phân hận khẩu quyết điều bạn mong chờ càng nhiều thì càng thất vọng, thậm chí có người còn cố tình lừa giỏi bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tuất, tiểu nhân, tuổi giàu, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. Năm tuổi mậu dần mệnh thổ sinh năm 1998 nam sao thái âm nữ sao thái bạch khẩu quyết hãy thận trọng với những ai muốn lôi kéo bạn vào cơ hội làm giàu nhanh quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi dần màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng